Sáng nay ngày 30 tháng 8, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre tổ chức hội nghị tập huấn giám sát bệnh dạy dựa vào sự kiện. Tại hội nghị, cán bộ y tế Viện Pasteur triển khai quy trình thực hiện giám sát bệnh dạy có sự phối hợp y tế và thú y, gọi tắt là IBCM, giám sát bệnh dạy dựa vào sự kiện EBS. Chi cục thú y vùng 6 hướng dẫn giám sát lấy mẫu và bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm động vật mắc bệnh dạy và nghi dạy. Mục tiêu của IBCM là phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo liên quan đến bệnh dạy từ phòng tiêm chủng EBS, phối hợp y tế thú y trong việc giám sát người phơi nhiễm, động vật nghi dạy, xét nghiệm xác định động vật nghi dạy, xử lý ổ dịch kịp thời. Đối với EBS, có 3 nhóm dấu hiệu cảnh báo gồm dấu hiệu cảnh báo từ cộng đồng, dấu hiệu cảnh báo từ cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng và dấu hiệu cảnh báo từ phòng xét nghiệm. Theo cơ quan chức năng, hiện nay, virus dại lưu hành tại 9 trên 9 huyện thành phố trong tỉnh Bến Tre. Trong 2 năm gần đây, bệnh dại trên động vật và trên người có xu hướng tăng nhiều. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 8 ổ dịch động vật và 11 trường hợp tử vong do bệnh dại. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất một số giải pháp ưu tiên phòng chống bệnh dại như phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch, quản lý hộ nuôi chó mèo và số chó mèo nuôi. Tỷ lệ tiêm phòng dại trên đàn chó mèo đạt hơn 70%, duy trì và mở rộng các điểm tiêm phòng bệnh dại, cung ứng vaccine đầy đủ, tập huấn cho cán bộ y tế.